chào mừng anh em đang theo dõi kênh youtube của kinh tế ở trong video này thì mình sẽ trên tay và trải nghiệm nhanh cho anh em một cái mẫu ổ lưu trữ di động mới đến từ hãng Synology thì Synology anh em biết là họ tạo ra những cái máy chủ lưu trữ NAS hay là những cái giải pháp về backup vậy thì khi mà họ tạo ra một cái ổ lưu trữ di động SSD thì nó có gì đặc biệt anh em theo dõi video nhé thông thường những ổ lưu trữ gắn ngoài thì anh em đang dần nâng cấp lên những cái ổ SSD cho cái tốc độ truy xuất nhanh hơn Vậy thì một cái ổ SSD anh em cần là chúng ta sẽ làm những công việc gì thì mình thường xuyên làm những cái công việc là mình chép những cái dữ liệu thủ công từ máy tính hoặc là mình sẽ cắm trực tiếp vô smartphone để mình lấy dữ liệu ra từ đó Vậy thì anh em có từng nghĩ rằng cái cách như vậy nó có thực sự tiện lợi và nó đem lại trải nghiệm cho mình đã hay chưa thì đối với mình mình muốn là mọi thứ nó sẽ có một cái gì đó nó thông minh và nó tự động hơn và mình thấy rằng là rất nhiều anh em đang muốn sở hữu những cái ổ di động à, một phần là do những cái mẫu laptop hiện tại á, mọi người thấy là cái ổ lưu trữ nó không có nhiều chẳng hạn như là 256GB hay 512GB thì nó không có thật sự nhiều so với cái nhu cầu lưu trữ của chúng ta thậm chí những chiếc smartphone bây giờ dung lượng 128, 256 thì nếu mà anh em cũng nghĩ là nó ít á, thì chúng ta vẫn cần một cái công cụ để có thể cho những cái dữ liệu đó đi ra ngoài, tức là chúng ta sẽ sao lưu những cái dữ liệu đó và xử lý những cái dữ liệu đó trên máy tính hoặc là những cái phương tiện khác. À, lý do nằm ở chỗ là những cái hình ảnh và video nó sẽ tốn dung lượng rất là nhiều. Đó là lý do tại sao mà Synology họ nghĩ đến cái giải pháp là một cái ổ SSD lưu trữ di động, nó có thể đáp ứng được cái công việc sao lưu một cách tự động. Trước tiên thì về kích thước anh em thấy nó cực kỳ nhỏ gọn và mình có thể cầm trên lòng bàn tay và cái dung lượng là 1 terabyte và 2 terabyte Synology không có thiết kế cái dung lượng nhỏ hơn thì lý do thì anh em biết rồi đó chúng ta có những cái mẫu laptop có cái dung lượng lưu trữ là 256, 512 thì đương nhiên là ổ lưu trữ bên ngoài của nó cần phải có dung lượng lớn hơn thì mới đáp ứng được cái nhu cầu sao lưu như vậy bên trong thì mọi người cũng sẽ có một cái cổng kết nối USB-C hai đầu theo tiêu chuẩn là USB-C 3.2 Gen 2 có cái băng thông là 10 gigabit trên dây và cùng với đó là một cái cổng chuyển từ USB đầu C ra USB đầu A và Synology rất chăm chút cho sản phẩm của mình khi mà ở đầu cáp anh em thấy cái chữ B-Try trong khi trên sản phẩm thì chúng ta sẽ có một cái logo có cái đèn báo trạng thái và cái ổ cứng này nó có khả năng chống sốc lên tới là 2 mét nhưng mà mình thấy thiết kế bên ngoài này thì anh em cố gắng giữ gì này. nói chung là cái gì mà liên quan đến dữ liệu thì anh em cũng nên cẩn thận xíu cái khả năng chống sốc và chống rớt nó chỉ đảm bảo cho chúng ta là dữ liệu được an toàn trong trường hợp mà nó xảy ra cái sự cố khi mà chúng ta làm rơi rớt ở những cái vị trí nào đó còn nếu mà nó rơi mạnh quá thì chắc chắn là nó sẽ bị chảy xước thôi về cái tốc độ chi xuất, mình có thử Crystal Disk Mark thì cái tốc độ ghi dao động ở mức là trên 700 MB trên giây và tốc độ đọc là vào khoảng là hơn 1.000 MB trên giây. Thì cái tốc độ này nó sẽ tương ứng với lại cái băng thông của USB 3.2 Gen 2 tức là khoảng 10 GB trên Thì đây là một cái tốc độ mà đang phổ biến đối với những cái dòng ổ SSD và nó sẽ gấp đôi cái tiêu chuẩn là SATA dành cho những ổ 2.5 hoặc là những ổ SSD ở phân khúc giá rẻ hơn, tốc độ thấp hơn. Và tất nhiên là những gì mà hay nhất, những gì thông minh thì nó nằm ở cái phần mềm được cài sẵn bên trong này hoặc là anh em có thể tải trên trang web synology.com để cập nhật những bản mới nhất. Bây giờ mình sẽ trải nghiệm những cái tính năng mà ổ SSD Synology mang lại. Thì có một cái tính năng mà mình cực kỳ thích đó là tính năng Mobile Transfer. Thì khi mà anh em kết nối ổ vào máy tính, chúng ta sẽ cài đặt cái ứng dụng tên là Be Drive và trên cái hệ điều hành Android hoặc là iOS thì chúng ta cũng sẽ cài cái ứng dụng đó vào. Sau khi mà chúng ta khởi chạy cái ứng dụng Synology Be Drive ở trên máy tính, thì anh em sẽ thấy là cái giao diện chính nó sẽ bao gồm là những cái thông tin tổng quan về ổ cứng như là cái tình trạng à, sao lưu dữ liệu từ máy tính đồng bộ dữ liệu hay là chuyển dữ liệu từ điện thoại mobile transfer đồng thời là nó sẽ báo cho chúng ta là cái mức dung lượng còn lại của ổ và trạng thái của ổ nó đang có tốt hay không nó có gặp vấn đề gì không ở đây thì mình sẽ chọn menu là mobile transfer thì với cái mobile transfer này thì mình cũng đã cài đặt cái ứng dụng ở trên hệ điều hành android chúng ta sẽ thao tác đầu tiên là để cho hai thiết bị kết nối với nhau thì để hai thiết bị kết nối với nhau thì máy tính và điện thoại nó sẽ cần phải kết nối đến một tờ niệm phát sóng Wi-Fi có cùng lớp mạng Chẳng hạn như là 192.168.1.1 gì đó Thì khi đó chúng ta sẽ tiến hành là ghép nối điện thoại và máy tính Ở đây thì mình khởi chạy cái ứng dụng b ở trên hệ điều hành Android Và mình sẽ quét mã QR trên cái giao diện được hướng dẫn trên máy tính ở đây thì mình sẽ chọn mục là Backup All Photo Tức là toàn bộ những cái hình ảnh và video mình đã chụp từ cái điện thoại này Mình sẽ cho nó tự động làm cái công việc là chép lên máy tính và vào tới cái ổ B Drive thì anh em biết là khi mà những cái này nó chạy thì máy tính phải bật điện thoại thì có thể là nó sẽ sử dụng cái tính năng chạy ngầm nó sẽ backup cho chúng ta và mình thấy là cái thời gian backup những cái hình ảnh và video như vậy nó sẽ phụ thuộc rất nhiều vào cái bộ phát Wi-Fi ở cái vị trí mà chúng ta sử dụng ở đây thì mình thấy là nó nhanh vì mình dùng cái hệ thống là Wi-Fi 6 ở đây chúng ta sẽ chọn cái mục là tắt cái mục đông backup video để cho nó sao lưu cả video lên luôn và cái công việc sao lưu thì anh em thấy là nó đang được tiến hành ở trong trường hợp mà khi mà chúng ta đi ra ngoài và có cái nhu cầu sử dụng cái tính năng như vậy thì anh em mở cái tính năng Wi-Fi hotspot ở trên điện thoại. Chúng ta kết nối máy tính vào điện thoại. Khi đó máy tính và điện thoại nó sẽ kết nối được với nhau và dữ liệu hình ảnh và video nó sẽ backup ra ổ Synology B Drive. Những tính năng còn lại của cái ứng dụng B Drive ở trên máy tính bao gồm là computer backup và file sync. Thì đối với file sync thì cái tính năng này nó sẽ cho phép anh em có thể đồng bộ dữ liệu từ trong máy tính và chuyển ra dữ liệu ở ổ lưu trữ ngoài. Thì khi mà anh em có một cái sự thay đổi nào đó về dữ liệu ở trong máy tính, khi chúng ta cắm vô phần mềm nó sẽ tự biết được là cái nào mới hơn thì nó sẽ backup vào cái ổ lưu trữ ngoài. Thì mình thấy đó là cái tiện ích mà những cái nhà sản xuất khi mà họ nghĩ ra được cái giải pháp cho chúng ta thì đó là chúng ta sẽ backup những cái nội dung mới nhất để đảm bảo dữ liệu còn nếu không anh em cũng có thể sử dụng cái tính năng là computer backup thì với cái computer backup này chúng ta có thể là sao lưu những cái thư mục nó ở nhiều cái vị trí khác nhau à, không nhất thiết là nó sẽ nằm ở một cái vị trí nhất định như là cái thư mục user thì với cái tính năng này anh em cũng có thể dễ dàng backup cái dữ liệu đang có ở trong máy tính với cái mobile transfer này nó có một cái tính năng mà mình thấy cũng thú vị đó chính là tính năng BDrop Giả sử như là khi mà anh em có một cái tập tin lớn Đang chứa trong cái điện thoại Mà khi mà chúng ta muốn chuyển qua máy tính nhanh Thì chúng ta sẽ phải làm sao à, Tất nhiên là chúng ta phải kết nối Ổ Drive vào trong máy tính Thì để cái phần mềm Drive ở trên máy tính Nó hoạt động Và sau đó chúng ta sẽ bấm vào cái mục Là chuyển những cái hình ảnh hoặc là tập tin Ở đây thì mình chọn file Thì mình để xem mình có một cái file nào Mình muốn đem lên máy tính mình xử lý hay không Mình sẽ chọn một cái file ghi âm ừ. Có hình ảnh 269B Thì khi mà mình thực hiện cái thao tác đó Thì cái dữ liệu từ điện thoại Nó sẽ chuyển đến cái ổ B-Drive Thông qua bộ phát wifi và máy tính Sau khi dữ liệu nó chuyển xong Thì ở trên cái máy tính nó sẽ hiện ra một cái pop-up Là nó báo cho chúng ta biết Là dữ liệu của bạn vừa chuyển từ điện thoại Đã có ở trên máy tính Như vậy là đây cũng là một cách Để giúp cho anh em chép một số những cái tập tin có cái dung lượng cao và chúng ta muốn sử dụng một vài những cái tập tin nhỏ nhỏ tức là một vài những cái tập tin đơn lẻ đó một cách nhanh chóng và hiệu quả hơn thì nó sẽ tiện hơn trong trường hợp là chúng ta không có cần phải kết nối thêm một cái dây cáp vào những cái chiếc điện thoại tại vì hiện tại thì một số những cái điện thoại sử dụng cái giao thức là USB 2.0 cái tốc độ truyền file nó sẽ chậm hơn cả Wi-Fi luôn thì đó, mình thấy là đó là một cái tiện ích hay mà BitDrive có thể mang đến có thể thấy với một cái kích thước nhỏ gọn với hai tùy chọn dung lượng hiện thời là 1T và 2TB và cái tốc độ uh, truy cập dữ liệu nó cũng nhanh thì mình thấy là Synology B-Drive có lẽ là phù hợp cho nhiều anh em làm về sáng tạo nội dung có nhu cầu lưu trữ nhiều hình ảnh và video à, đặc biệt là khi mà anh em sử dụng quay nhiều từ những thiết bị di động như điện thoại thì việc mà cái ổ lưu trữ này khi mà kết nối với máy tính Thì điện thoại nó sẽ Tự nó chuyển dữ liệu Đến cái ổ Synology drive này Một cách nhanh chóng khi mà anh em kết nối Vào một cái điểm phát wifi hotspot nào đó Với một cái thiết kế nhỏ gọn Thì anh em có thể dễ dàng mang đi Và sử dụng Tức là nó mở ra cho chúng ta nhiều cái khả năng làm việc Và nhiều cái sự tự động hóa Thông minh hơn So với lại những cái ổ lưu trữ Truyền thống thông thường Là chúng ta sẽ chép thủ công thủ công và chúng ta không chắc rằng là những cái dữ liệu đã chép rồi nó có bị trùng lập hay không Thì đó mình thấy là cái lợi ích lớn mà Synology mang lại với cái kinh nghiệm mà họ đã triển khai những cái hệ thống lưu trữ NAS lớn và bây giờ họ áp dụng cái sự linh hoạt đó, sự thông minh này cho một cái thiết bị nhỏ gọn dành cho cá nhân Về mức giá thì mình chưa biết là cái mức giá cụ thể thế nào thì anh em có thể bấm vô bài viết để có thể cập nhật giá khi mà sản phẩm này xuất hiện ở Việt Nam Còn bây giờ mình xin kết thúc video và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo